Một nhóm nam thanh nữ tú đang đánh lộn. Đức Thắng đang bước vô. Ông đang làm gì? Chân dài tới nách đang đứng. Văn Hân đang ăn bánh mì và cách ngon lành. Đây là chương trình phỏng vấn trước khi trong khi chấm bài đồ án kiến trúc. Bây giờ sau đây tôi xin hỏi khán giả một số ý kiến. Xin mời anh Thế. Anh cho tôi nhận xét về quá trình chấm bài của các con như thế nào? Chấm bài hả? Mấy thằng nó chắc lớp đó rồi. Trong người ta là chắc là thôi rồi. Xin cảm ơn anh. Bây giờ sau đây chúng ta sẽ phỏng vấn một thành viên nữa. Nói lớn lớn tí. Sau đây chúng ta đoán ta chắc được 5 điểm á. Sau đây xin kết thúc chương trình và chúng ta sẽ truyền hình trực tiếp. Có những thông tin gì mới mẻ tôi sẽ thông báo sau. Và điều đặc biệt nữa là có một cái tin sót là bài đoán của bạn Minh. Tại sao lại có 3 điểm? Đó là điều khiến chúng tôi cảm thấy rất là bức xúc. Rồi xin mời xấu quá mà. Ai khoan, đúng rồi, thử việc được sao? Thí dụ bà làm giỏi thì lên nữa. Không ấy mình. Bà không chịu cũng như là. Dễ vậy không phải là mình không có việc làm, tại mình không chịu làm. Thôi xin hả? Nhật ký ông Trần. Hai lực sĩ. Trời ơi thằng Chí, nhìn cái ngực nó kìa. Nhìn cái ngực đó kìa. Em tệ thật chứ. Trời ơi, con trai gì chứ, ớn à. Ôi. Thì ghê. 103. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. 103. Chưa thấy vé xệ chưa hết hồn. Chưa thấy chí xệ chưa hết hồn. Chí xệ. Chí xệ chưa hết hồn. 103 có đúng mà. Mẹ về. Trời ơi, bú. Nước mía. Khoan, từ, giờ ai ăn cái gì rồi có tên mới được. Con gà. Người ta mới qua ăn. Nước đi. Trời, cái gì chạy tị nạn á. Bỏ máy đi một cái. Bu vô, mại dâm. Ủa, cái này sao bỏ ghiền vậy? Của tôi ghiền này. Đúng không? Cái này là ghiền. Cái miệng tôi có lông nên tôi khè cái cái. Dính cái lông mày nó bay à. Nè cơm này khoan từ nè. Cơm gà của bếp bên kia kìa. Bên kia. Không gà. Rồi từ. Có một hộp cơm là của thằng Công Thế và có cái miếng cầu hủ ở nhỏ. Trời ơi, thế ăn cầu hủ tôi bự lắm. Của mày nè. Từ khoan nha. Cơm cầu hủ. Rồi từ cái gì mà từ. Còn lại lấy đi. Sao đâu? Vậy lỗ khổ nè. Chanh dây của ai nữa nè. Không biết sao mua hồi thiếu. Nước mía phồn. Ai có ai đổi cơm này với tôi. Cái không? Ăn mía nhiều ly. Cái rồi không? Mía mía mua. Tao đều thấy mua tao đi mía mà. Ừ, tao mua nè, tao trả tiền mua. Trả nhiều muốn dữ. Phải không? Ừ. Ừ, cái quần. Tao thêm nè.